mọi người. Thật sự là ngày hôm nay Bích Mỹ rất là hạnh phúc và khi mà các anh chị thấy không ạ, ở trong đây toàn là những sản phẩm của hệ sinh thái từ tập đoàn Việt Nam. Mà cái điều đặc biệt ở đây là chúng ta dùng không đồng nha các anh chị, không đồng là miễn phí hoàn toàn 100% của ông chủ Rickbe đang ưu đãi tặng cho người tiêu dùng, cho nên mới có câu là tiêu dùng làm giàu, tiêu dùng không đau và tiêu dùng thuần hoàn. Thật sự là một cụm từ nghe rất là mới và nghe rất là lạ đúng không ạ? Cho nên ông chủ chỉ tặng cho những ai tin tưởng và cộng tác cùng Big Nay. Và nhất là ngày hôm nay Bích Thủy rất là may mắn và rất là hạnh phúc khi cảm thấy là mình đang được cộng tác cùng Big Nay. Và trong tiên Vinh 9319 thì ngày hôm nay các chị thấy sản phẩm Bích Thủy chơi ở đây ngập mặt luôn đúng không ạ? Cho nên nó là cái câu nhận sản phẩm ngập mặt luôn. Thì ở đây là tại thị trường Việt Nam chúng ta hiện tại đang có là 7 hệ sinh thái đang vận hành. Thì ngày hôm nay chúng ta là người tiêu dùng chỉ việc thứ nhất có điểm USAB, thứ hai có điểm LCV, thứ ba có điểm DV là những điểm mà tập đoàn Big Nay tặng cho người tiêu dùng thông qua việc các anh chị chỉ cần dùng sản phẩm đó là trà hòa tan multi-chút. Ở đây các anh chị trà tan multi-chút ha. Thứ hai là Big Nay multi-cream là kem đa chức năng, kem hoa hiện đạo nâng cơ trẻ hóa toàn thân. Và cái thứ ba nữa là sản phẩm Blue Santa, đây gọi là bộ ba quyền lực của tập đoàn Big Nay, đó là tế bào gốc. Và tế bào gốc thì có tính năng là tăng sinh và biệt hóa, cho nên nó sẽ hỗ trợ và sửa chữa giúp chúng ta trẻ khỏe đẹp từ bên trong. Bên trong khỏe thì bên ngoài chắc chắn sẽ đẹp, cho nên chúng ta chỉ cần việc tin dùng sản phẩm của Big Nay và có thể tự tin luôn sản phẩm ngày hôm nay bộ ba quyền lực của Big Nay này. Đứng số 2 thì không có sản phẩm nào hiện tại dám tự nhận mình đứng số 1 cả, vì thời đại ngày hôm nay là thời đại của tế bào gốc các anh chị nha. Việc của chúng ta dùng sản phẩm tiêu dùng làm giàu chứ không cần là chia sẻ mới làm giàu các anh chị ha. Thì khi mà chúng ta tiêu dùng sản phẩm thì tập đoàn sẽ tặng lại chúng ta những cái điểm, đó là USAB nè và LCV và điểm DB và Meeting White. Chỉ cần có những cái điểm đó thôi là các anh chị tạo đơn và các anh chị nhận sản phẩm về, các anh chị tha hồ chúng ta dùng, hoặc là chúng ta có kỹ năng bán hàng chúng ta bán và chúng ta lấy tiền về. Thì chúng ta thấy là trên những cái sản phẩm mà hệ sinh thái của Big Nay, đây là mặt nạ tế bào gốc các anh chị thấy không ạ. Cái thứ hai nữa là yến đa phẩm tế bào gốc collagen, đó là hai hệ sinh thái. Và cái thứ ba nữa đó là cái sản phẩm này Renever, gọi là trà tăng năng lượng. Đã gọi là trà tăng năng lượng thì dùng được cho tất cả mọi người các chị nha, những như là học sinh nè, vũ công nè, những người vận động viên nè, tập thể dục thể thao nè, yoga, thiền hoặc gym nè đó, và những người làm việc ngoài trời các chị ha, làm việc ngoài trời thì chúng ta cung cấp năng lượng. Và trong cái sản phẩm Redeva này rất là nhiều vitamin khoáng chất các chị ha, đó là vitamin A, D2, E rồi K1, magie, phốt pho, đồng, canxi, kẽm vân vân và vân vân. Gọi là trà tăng năng lượng thì giúp chúng ta có năng lượng cực kỳ nhanh và giúp chúng ta có thêm một cái công dụng nữa là hỗ trợ đào thải được những cái phải gọi là mỡ nội tạng, giúp chúng ta làm trắng sáng và giảm cân nhẹ chúng ta luôn. Rồi, và một điều đặc biệt nữa dành cho chị em phụ nữ của chúng ta đây, đây là The Lady Plus, đã gọi chữ Lady là dành cho phụ nữ đúng không các anh chị? Thì sản phẩm dành cho phụ nữ này thì giúp chúng ta thứ nhất nè, rất là nhiều công dụng các chị nha, có thể chỉ liệt ra một số công dụng thôi, và làm trắng sáng da chúng ta nè, trắng sáng da, hồng hào, mở mịn một cách rất là tự nhiên, giúp bạn có một cái làn da thu hút nè, và chúng ta nâng ngực, nở ngực, chúng ta săn chắc lại cái vòng ngực của mình, và đồng thời chúng ta co thắt cái tử cung, những cái vùng kín của phụ nữ đó, và giảm giúp chúng ta là những cái vấn đề về phụ nữ nè được cải thiện nhìn giống như là xe thích những cái vùng kín và làn hồng các chị nha. Điều đó thì hầu như phụ nữ ai cũng muốn cả. Và một điều mà chị em phụ nữ chúng ta rất là sợ, rất là lo sợ ngày hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều, đó là ung thư tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư vú. Thì ngày hôm nay đã có The Lady rồi, dùng cho chị em phụ nữ chúng ta để cải thiện và ngăn ngừa tất cả những sự cố của chị em phụ nữ. Đã gọi là phái đẹp thì chúng ta phải đẹp đúng không các chị? Thì The Lady sẽ giúp chúng ta đạt được những cái yêu cầu chúng ta, nhất là cải thiện cái làn da của mình trắng sáng, hồng hào, mịn, và nhất là cái vùng mồ của chúng ta săn chắc và được nâng cái vòng mồ ta lên các chị ha. Đó là về công dụng của hàng The Lady, rất rất nhiều công dụng các chị nha. Và ở đây các chị thấy đây, bộ Renew là sản phẩm về tế bào gốc của Pháp các chị nha. Và bộ sản phẩm này là 7 món các anh chị thấy ở đây, về sản phẩm dưỡng da chống nắng tất cả các cái, đây một bộ sản phẩm 7 món thương hiệu của Pháp, trị giá là trên 20 triệu nha các anh chị.
Nhưng ở đây chúng ta được nhận hoàn toàn free, miễn phí, chỉ có điểm tạo đơn và chúng ta lấy về thôi. Đó, các chị thấy không ạ? Và một cái nữa ở đây nữa là chúng ta thấy đây, máy nước nano Hirokid. Dùng cái máy nước này để chúng ta phòng tránh luôn là căn bệnh ung thư. Các anh chị thấy sản phẩm của Bích Thủy ngày hôm nay, Bích Thủy chỉ tạo đơn, gửi điểm lên và nhận sản phẩm về. Cho nên sản phẩm cực kỳ, phải nói là tất cả sản phẩm của tập đoàn Bích Thủy là tế bào gốc. Sản phẩm được tặng trong hệ sinh thái cũng là tế bào gốc. Cái việc của chúng ta chỉ việc là bỏ tiền ra dùng sản phẩm Multichute, Lucenta và Multigrain thôi thì các anh chị đã được tất cả rồi. Vậy thì ngày hôm nay chủ tịch tập đoàn phải nói với Thủy không biết dùng từ nào để diễn tả cho ông chủ của chúng ta, không biết dùng từ nào để diễn tả cho cơ hội của Việt Nam. Tại Việt Nam sẽ giải quyết được cho tất cả các anh chị của chúng ta, nhất là Việt Nam còn phải 9319 cho các anh chị, thì sẽ giải quyết cho chúng ta được những sự cố bên ngoài xã hội chúng ta đang gặp. Chúng ta đang hầu như tái tỷ người trên thế giới cũng mong muốn đã trẻ, khỏe, đẹp và giàu, thì đến với Việt Nam Win Win 9319 các anh chị sẽ được khỏe về thể chất, khỏe về tinh thần, khỏe về thời gian và trong đó là khỏe luôn kể cả về tài chính. Hiện nay có thể rất là tự tin và rất là phải nói là an tâm cho cuộc đời của ba thế hệ con cháu của chúng ta các anh chị. Đây là người tặng cho chúng ta tài sản và tặng chúng ta tất cả những sản phẩm của hệ sinh thái. Các anh chị thấy là hệ sinh thái kinh doanh của Việt Nam, các anh chị thấy cái vòng tròn khép kín của ông đúng không ạ? Gọi là tiêu dùng không đau, tiêu dùng tuần hoàn và tiêu dùng làm giàu các anh chị nha. Cho nên Bích Thủy gọi ông là ông vật sống của giữa đời thường, bởi vì sự hiện diện của ông đã giúp cho biết bao nhiêu hàng triệu gia đình đã có được sức khỏe, sắc đẹp và nâng tầm giá trị cuộc sống thông qua cái chương trình tiêu dùng của ông. Thì một lần nữa Bích Thủy xin cảm ơn giám đốc Lê Ngọc Mỹ là giám đốc của Win Win 9319, và chị đã giúp cho tất cả những cộng tác viên, những ai tin tưởng, những quý khách hàng, chúng ta chỉ là người tiêu dùng thôi, chúng ta có điểm, chúng ta tạo đơn lên nhận sản phẩm của hệ sinh thái về, chúng ta dùng để chúng ta khỏe, chúng ta trẻ, chúng ta đẹp và chúng ta giàu có thông qua cái cơ hội biết ngay này. Và Bích Thủy cũng cảm ơn anh Võ Hồng Tâm là người đã giúp cho cộng đồng của Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ta hiểu đúng về cái giá trị của bộ ba quyền lực, đây gọi là bộ ba quyền lực. Và Thủy xin cảm ơn tất cả quý cô chú các chị đã tin tưởng cộng tác của mình. Thủy Việt Nam, Việt Nam 168, I love my team, Win Win 9319. Oh, yo.